Dũng Văn Vương, 54 tuổi, bị một cái bệnh hiểm nghèo, đó là bệnh đậu mùa, đã cướp đi đôi mắt của nghệ sĩ. Nhưng do cái tài năng và cái nghị lực của nghệ sĩ đã miệt mài, và do cái khí kiên trì của nghệ sĩ đã dùng đôi bàn tay kỳ diệu của mình biểu diễn những chương trình guitar, có thể như là nhiều người đã nói là dọc quanh thế giới và trong nước, những các bản nhạc trên thế giới nghệ sĩ đều có những cái bản nhạc mà từ cổ điển cho đến hiện đại. Đấy. Và nghệ sĩ đã từng đến với sinh viên chúng ta nhiều năm nay, đặc biệt khóa 42 thì đã 4 tối 4 đêm, hôm nay là đêm cuối cùng nghệ sĩ biểu diễn cho chúng ta hôm nay. Và sau đây tôi xin trân trọng nghệ sĩ sẽ nói chuyện và biểu diễn với chúng ta. Xin mời nghệ sĩ Ông Tú Văn Vượng. Xin cảm ơn các em, khi Văn Vượng ra sân khấu thì các em đã gửi tặng Văn Vượng sự nhiệt thành từ trái tim các em. Một lần nữa xin cảm ơn các em lần nữa. Thưa các em, đúng như thầy Tuệ đã nói, Văn Vượng bị mất ánh sáng với 4 tuổi. Văn Vượng không được nhìn thấy những người thân trong gia đình, không được nhìn thấy cảnh bài bạn của Văn Vượng từ lúc 4 tuổi. Nhưng hiện nay Văn Vượng vẫn tin tưởng vào khoa học. Chắc chắn một ngày gần đây không xa nữa, những bàn tay vàng của những nhà thầy thuốc ở Việt Nam cũng như trên thế giới sẽ cứu cho Văn Vượng đôi mắt. Mắt của Văn Vượng vẫn còn nhìn thấy lờ mờ ánh sáng, như trong rạp đi có ánh đèn, lúc đèn thay đổi màu Văn Vượng cũng đã biết, nhưng vì hình ảnh thì Văn Vượng không thấy nữa. Rất cảm ơn các em đã thông cảm sự vất vả của Văn Vượng. Nhưng cũng rất may, Thượng Đế không lấy hết của Văn Vượng, Thượng Đế vẫn cho vợ một thế giới âm nhạc. Hôm nay khi đàn guitar thân yêu này lại đến với các em sinh viên, tối hôm nay là buổi cuối cùng. Tất nhiên buổi cuối cùng trong đợt biểu diễn này, còn Văn Vượng sẽ đến với các em luôn luôn, còn rất nhiều các buổi khác nữa. Em đồng ý không? Bây giờ bản nhạc đầu tiên tôi gửi tới các em, một ca khúc của nhạc sĩ Văn Ký. Bài này tôi hết sức tâm đắc. Bởi vì sao? Là vì chúng ta đang đón một ngày kỷ niệm lớn, 990 năm Thăng Long Hà Nội. Vượng sẽ biểu diễn cho các em nghe Trời Hà Nội Xanh. Thank you.
tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Tôi muốn khen em tuyệt vời chứ không phải tôi tự khen tôi là tuyệt vời đâu. Các em tuyệt vời lắm. Các em tặng tôi những tràng vỗ tay nhiệt tình. Tôi đã nói lúc đầu đó là tình cảm chân thành chuyển từ đáy tim các em. Tôi cũng phải cảm ơn cả thầy các cô nhà trường này. Tại sao lại đào tạo được nhiều những sinh viên tuyệt vời như thế? Không những các em là những sinh viên tuyệt vời tốt nghiệp xuất sắc tại trường Kinh tế Quốc dân, nhưng tại sao các em lại biết thưởng thức âm nhạc một cách tuyệt vời như thế? Một lần nữa xin cảm ơn các em. Mấy buổi tối Vân Vượng diễn tại đây và đêm về nhà không ngủ được đều nhớ đến các em sinh viên. Và tôi nghĩ rằng hay là có thể trong hội trường này có một luồng năng lượng đặc biệt gì đó giúp cho các em để tăng thêm cái sự hưng phấn về cái sự thưởng thức âm nhạc của các em trong tâm hồn các em, hay là có thể như thế. Không biết Văn Vượng nói đúng hay sai, các em thông cảm cho Văn Vượng. Thế mà bây giờ các em lại nghe một bài hát nữa của Hà Nội, của nhạc sĩ Phú Quang mà tôi cũng hết sức tâm đắc. Em ơi Hà Nội phố. Xin lỗi rất nhiều lần, nhưng người bạn trai kia không tha thứ. Thưa các em, ở đây
chắc chắn có nhiều các em trai, và tôi muốn rằng các em ngoài những giờ học hành, các em cũng cần phải đi chơi, cũng cần quan hệ xã hội, nhưng vẫn dành cho chuyện học hành là cần thiết hơn. Vì thời đại của chúng ta là thời đại bằng cấp, rất cần học hành, nhưng các em cũng cần phải có quan hệ tình cảm nữa. Nhưng tôi muốn rằng khi các em yêu, các em cũng cần phải có một tình yêu cao thượng và đẹp đẽ, chứ đừng bao giờ như người bạn trai của bạn Vượng đã phải xúc động vì cái khóc của cô bé kia. Vượng sáng tác một bài hát Hãy Quên Đi Đừng Khóc Nữa. Tôi khuyên cô gái ấy rằng đừng bao giờ khóc trong trường hợp đó. Và một ngày gần đây sẽ có một chàng trai nào đó cho cô một tình yêu đẹp hơn, cao thượng hơn, cho cô cả cuộc đời, cho cô cả vũ trụ vô tận. Thì hôm nay tôi hát tặng cái bài hát này để các em xem rằng là Văn Vượng là một người không nhìn thấy, chỉ nghe thôi, nhưng Văn Vượng đã rất thông cảm với người bạn gái mà Văn Vượng chưa gặp lần nào sáng tác bài hát này. Các em nghe xong, các em có thể hoan nghênh và các em cũng thể phê phán, phản đối. Đó là một điều tất nhiên, Văn Vượng không tự ái. Nhưng chỉ rất mong các em thông cảm, Vượng không phải là ca sĩ, nhưng sẽ hát hết nhiệt tình từ trái tim của mình. Chào
cho em vui cuộc đời, trao cho em cả vũ trụ vô tận và một bó hoa sen tặng em, chờ ngày vui nhất đời em. Cảm ơn các em đã thông cảm với tôi, có một tình cảm đặc biệt với một người bạn gái trẻ nào đó mà tôi vẫn chưa hề gặp lại, chưa hề gặp một lần nào thì đúng hơn. Và cũng cảm ơn các em một lần nữa là các em đã có một trái tim chân thành đặc biệt. Cảm ơn các em. Mỗi khi các em thưởng cho tôi những tràng vỗ tay nhiệt tình như thế, tôi đã nói từ đầu đó là tình cảm từ đáy tim các em, thì không bao giờ tôi quên người thầy giáo năm xưa, người đã giúp cho tôi những bài học đầu tiên trong thế giới âm nhạc, giúp cho tôi những bước đi chập chững đầu tiên trong thế giới âm nhạc. Cũng như các em hôm nay vào năm thứ nhất, rồi năm thứ hai, năm thứ ba, nhiều năm ở trong trường kinh tế quốc dân này, mai đây khi sự nghiệp các em vững vàng, các em trở thành những người cán bộ đặc biệt, người kỹ sư, trở thành những thành viên của tổ quốc, các em đừng quên những người thầy giáo đã giúp cho các em vững vàng trong cuộc sống, trong sự nghiệp của mình. Cũng như hôm nay Văn Vượng không quên người thầy giáo đó, Vượng muốn tặng các em một kỷ niệm mà cách đây trên 40 năm, lúc đó Văn Vượng mới được 8 tuổi rưỡi, 9 tuổi gì đó. Vượng tạm biệt người thầy giáo kính yêu bằng một món quà của mình. Vượng đã mạnh dạn chuyển từ ca khúc truyền thống của nhân dân Việt Nam, Vượng đã chuyển sang chơi đàn guitar. Ở đây các em sẽ nghe rõ tiếng trống, tiếng kèn và tiếng rầm rập của đoàn quân lên đường đi chiến đấu. Bởi vì người thầy giáo của Văn Vượng là một chiến sĩ cách mạng năm xưa các em ạ. Giờ các em cùng với Văn Vượng hồi tưởng lại kỷ niệm đó nhé. Sang thăm đất nước Cuba với một cái ca khúc rất quen thuộc mà trong tất cả các buổi biểu diễn nào Văn Vượng đều biểu diễn, nhưng chắc chắn trong 4 tối biểu diễn tại đây thì hôm nay là lần thứ 2 Văn Vượng biểu diễn bài hát này. Thank you.
Cảm ơn các em. Chắc chắn là trong các em ở đây cũng có những em đã xem Thunder biểu diễn nhiều lần khác, nhưng mà cũng đa số là các em chưa biết. Chắc chắn là các em cũng sẽ tự hỏi là Chu Văn Vượng ngày xưa học nhạc bằng cách nào. Xin tâm sự với các em thế này, lúc đầu tiên Văn Vượng học thì hoàn toàn bằng trí nhớ, tức là về thầy giáo Chu Văn Vượng làm quen một cái đàn rất đơn giản, cái đàn guitar mà các em vẫn mua ở ngoài thị trường, nhưng mà chắc chắn là đàn của thời đó không được đàn như bây giờ. Thế nhưng mà Văn Vượng cũng được cái đàn guitar trên người sướng lắm rồi, cũng làm quen tất cả các dây đàn, tất cả các phím trên cả đàn. Trong một buổi sáng Vượng đã nhớ hết tất cả các nốt trên cả đàn này, và sau đó người thầy giáo đánh bài một, vừa đánh xong thì Vượng cũng nhớ ngay, Vượng cũng đánh lại đúng như thế. Do đó mà mỗi một buổi học thầy giáo cứ tăng số bài dần dần lên. Đầu tiên thì chỉ học bài một, bài hai, buổi thứ hai thì thầy giáo cho luôn 5 bài liền, và buổi thứ ba 7 bài, cứ như thế dần dần trong 5 tháng. Văn Vượng đã học hết giáo trình Fernando Caroli và bây giờ ở Nhạc viện Hà Nội vẫn học. Cũng nói thật với các em, nói câu này thì cũng thấy các em vui vẻ, thì tôi mới tâm sự thật. Nếu có điều kiện thì Văn Vượng vẫn tiếp tục học nữa, nhưng mà rất tiếc là thầy cũng hết tài rồi, học có 5 tháng là thầy bảo thôi, hết tài rồi thầy chuẩn bị đi làm nhiệm vụ cách mạng giao phó, chứ còn để dịp nào có những thầy khác giỏi hơn để dạy cho em học. Thì đúng là sau đó tôi hoàn toàn tự học, không được học thầy nào nữa, và cứ như thế mà học cho đến khi Vượng trưởng thành ra được sân khấu. Thế nhưng mà tất nhiên sau đó là Vượng đã học bằng phương pháp chữ nổi, là một loại nhạc nổi dành cho những người khiếm thị trên toàn thế giới. Ngay bây giờ Văn Vượng có thể lấy một cái chiếc đồng hồ ví dụ cho các em xem. Chiếc đồng hồ này thì cấu tạo nó cũng như là đồng hồ của các em đang dùng, tất nhiên đây là loại đồng hồ rẻ tiền thôi, không được tốt như các em đồng hồ các em đang dùng. Nhưng để nói cho các em biết là nó cũng có các kim giây, phút giờ, vân vân. Nhưng mà làm thế nào Vượng có thể phân biệt được bây giờ là mấy giờ? Thì Văn Vượng phải mở mặt kính đồng hồ ra, sờ tay rất nhẹ vào trong để mới biết. Lúc Văn Vượng biểu diễn là 20 giờ 10 phút, bây giờ là 20 giờ bao nhiêu nhỉ? 20 giờ 37 phút. Văn Vượng vẫn chưa vào hậu trường, vẫn tiếp tục biểu diễn để cho các em nghe. Tôi rất mong những cái điều mà tôi nói trong mấy tối biểu diễn ở đây là một ngày nào đó, trong một cái dịp nào đó, ban lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện cho Văn Vượng được tiếp xúc với tất cả các sinh viên của các khóa, các năm học ở trong trường, có thể biểu diễn ở ngoài chơi một buổi để phục vụ cho tất cả các thầy, các cô và tất cả sinh viên các khóa. Văn Vượng sẽ đưa các em và các thầy cô đi chơi khắp thế giới bằng âm nhạc trong 3 tiếng đồng hồ liền. Các em có đồng ý không? Cảm ơn các em. Cái đàn guitar chắc chắn các em cũng biết rằng là nó không phải của dân tộc Việt Nam, mà đàn guitar là của Tây Ban Nha. Mà đàn guitar điện tử thì là không thể dùng biểu diễn nhạc cổ điển được. Hôm qua Văn Vượng đã biểu diễn đây bản nhạc phiên trại 34. Hôm nay Văn Vượng cũng biểu diễn nhạc cổ điển nhưng sẽ đánh một tác phẩm khác, đánh một biến tấu của nghệ sĩ nhạc sĩ Paganini người Ý. Nghệ sĩ Paganini, nếu các em nào đã đọc truyện, đọc sách nước ngoài thì đều biết rằng là nghệ sĩ Paganini là một thần đồng đàn violon chứ không phải đàn guitar. Nhưng mà đặc biệt hơn các nghệ sĩ khác là ông ta chơi guitar rất giỏi. Chính vì vậy ông đã để lại cho đời những tác phẩm. Hôm nay Vượng sẽ biểu diễn một trong tác phẩm của Paganini. Các em tưởng tượng bản tác phẩm này thể hiện một mùa xuân. Thank you.
tôi đang biểu diễn tác phẩm vừa rồi thì tôi đã nghĩ đến cái điều này mà tôi muốn tâm sự với các em lắm. Tôi muốn rằng là các em đã được đào tạo ở trong cái trường chính quy như thế này, và các thầy nhiệt tình đào tạo rất nhiều khóa, rất nhiều lớp từ xưa đến nay. Nhưng hôm nay, trước khi tạm biệt các em, tôi muốn tâm sự với các em rằng chúng ta hãy dũng cảm đi. Chúng ta đi, tức là các em, trong đó có cả tôi nữa, sẵn sàng dũng cảm nhận lỗi những cái gì sai về thế mình. Các em hãy sẵn sàng dũng cảm nói thật với các thầy, các cô, mình có những điều gì không đúng. Cái điều nói thật, cái thẳng đó là quý hơn vàng các em ạ. Ngay bây giờ tôi có thể tâm sự với các em rằng tác phẩm vừa rồi tôi đã đánh vấp một nốt. Bị vấp một nốt tức là cũng nói thật các em, không ngại gì cái chuyện đó cả. Nhưng mà lý do tại sao bị vấp, thì thật các em, trước khi đến, Vượng đã được bạn bè mời uống bia. Vượng đã uống 15 lon bia, tất cả say quá. Như vậy là không đúng, lẽ ra thì Văn Vượng không được phép uống nhiều bia như thế. Bởi vì sắp sửa lên sân khấu để mà gặp các em, để mà biểu diễn âm nhạc. Thế nhưng mà vì quá vui, trước khi chia tay người bạn thân, ra uống hơi nhiều, 15 lon bia hay như can, thì ra cũng lơ mơ quá, bị vấp một nốt, các em thông cảm nha. Thế bây giờ Văn Vượng lại trở lại với cái đàn guitar này. Là cái đàn guitar không phải là của dân tộc chúng ta. Chúng ta có đàn bầu, có đàn tranh, có đàn nguyệt, rồi có đàn cương vút, đàn trưng vân vân, của tất cả các dân tộc anh em. Thế thì guitar này, Văn Vượng đã yêu cầu guitar này rất gần gũi với chúng ta. Ví dụ như các em nghe đàn cương vút của đồng bào Tây Nguyên mà Văn Vượng thể hiện trên cái đàn guitar nhé. Người Tây Nguyên còn có một nhạc cụ nữa, chúng ta thường gọi là đàn trưng. Guitar của Văn Vượng đã đến với đồng bào Tây. Người Tây có một nhạc cụ mà chúng ta thường gọi là đàn tính. Thế bây giờ guitar có thể tâm sự với các em vài điều nhé. Các em thân mến, cố gắng học tập thật giỏi. Từ từ à, nghe câu này nữa thì hơi buồn cười này. Từ từ rồi hãy yêu. Thế bây giờ Văn Vượng đánh một bản nhạc nữa, mà trong tất cả các buổi biểu diễn là Văn Vượng có đều biểu diễn. Và sau bản nhạc này thì Văn Vượng có giới thiệu một tiết mục đặc biệt khác nữa mà bây giờ Vượng bí mật chưa nói. Bây giờ các em nghe Người ơi người ở đây về, các em ở đây với Văn Vượng đến 4 giờ sáng mai nhé. Thank you.
Các em thân mến, chắc chắn còn một điều nữa mà các em muốn hỏi Văn Vượng lắm nhưng không tiện hỏi. Mặc dù chúng ta đứng cách nhau chắc khoảng độ 3 mét là gần nhất, nhưng mà các em cũng không tiện hỏi. Có thể các em nghĩ rằng là chắc còn chú Vượng lớn lắm rồi nhỉ? Có thể lớn mà các em không? Không lớn mà các em đâu. Đứa con đầu lòng của Văn Vượng năm nay cứ 6 tuổi 22 ngày. 6 tuổi 22 ngày, nói cái chính xác. Thế và hôm nay bé Linh cũng rất muốn đến biểu diễn để phục vụ các anh sinh viên, các anh chị sinh viên ở đây. Thế và bây giờ tôi xin giới thiệu bé Linh sẽ biểu diễn cho các anh chị sinh viên nghe đây một vài bản nhạc. Mà trước khi em biểu diễn thì giới thiệu qua với các sinh viên thế này, là bé Linh chỉ tự học là chính thôi, cũng giống bố thời còn trẻ, cũng học rất ít nhưng mà toàn tự học thôi. Bé Linh có thể đánh theo một cuốn băng video do chương trình dàn nhạc Quân Moria biểu diễn. Ví dụ mở cuốn băng video thì bé Linh có thể đánh theo cùng với dàn nhạc Quân Moria, thuộc rất nhiều những bài kháng chiến năm xưa, thuộc rất nhiều bài thiếu nhi của bộ giáo. Gần đây bé Linh đã thi organ trong cái giai điệu tuổi thơ lần thứ 3 tại Hà Nội, cũng nói cho các em mừng cho bé Linh là đã được A1 thành phố Hà Nội. Thế bây giờ bé Linh ra sân khấu biểu diễn phục vụ kênh các chị sinh viên đi. Xin lỗi kèm sinh viên vì bé Linh cũng cảm động đó, thì ra là hơi lúng túng một chút. Bây giờ các chị sinh viên nghe em Linh biểu diễn bản nhạc trước tiên là bản nhạc Khát Vọng Mùa Xuân của nhạc sĩ Moza. Nào bé Linh chơi đi nào. Còn nhiệt tình biểu diễn được không nào? Muốn đánh bài thứ hai nữa không? Thế bây giờ bé Linh thì có nhiều bài tủ lắm, nhưng mà hôm nay chắc cũng hồi hộp. Bây Linh đánh bài Tình Yêu Là Màu Xanh. Chưa biết Tình Yêu Là Màu Xanh thế nào thì cứ đánh đi, cứ chơi đi. Thank you.
ơi, cảm ơn tất cả mọi người. Rồi. À, xin thay mặt cho ban tổ chức và các em sinh viên cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Văn Vương đã biểu diễn một chương trình giáo dục cho thế hệ sinh viên của trường rất có hiệu quả, và cảm ơn cháu Hoài Linh, con của nghệ sĩ, và cùng mấy vợ của nghệ sĩ cũng đưa cháu sang hôm nay là một cái đêm mà đối với thế hệ sinh viên rất có cảm động. Và theo nguyện vọng có một em sinh viên đại diện cho khóa bên hai muốn phát biểu và tặng hoa cho nghệ sĩ, rất mong nghệ sĩ đón nhận. Xin mời em. Tên lớp ở đâu và như thế phát biểu cảm tưởng được tặng nghệ sĩ. Em là học sinh khóa mới vào của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Em là khóa 42 và học trường học lớp học quan hệ thương mại quốc tế. Và em rất là xúc động khi cảm thấy khi nghe được những lời ca và những tiếng đàn của nghệ sĩ. Em không biết nói gì ngoài sự cảm ơn nghệ sĩ và cảm ơn cả ban lãnh đạo nhà trường đã cho em một đêm giao lưu thật là bổ ích. Chương trình này tôi đã diễn tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân vào buổi thứ tư, buổi cuối cùng là ngày 21 tháng 9 năm 2000. Trước đó tôi đã biểu diễn 3 buổi nữa, đó là ngày 18, 19, 20 và buổi cuối cùng đó là ngày 21.